Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi port mặc định uh, port uh, remote desktop connection uh, và hướng dẫn cho các bạn uh, cách đổi port và xóa bỏ port uh, nếu như các bạn đã thay đổi. Uh, xuất phát từ cái video này, xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của nhiều bạn uh, khi mà các bạn thuê được cái VPS uh, máy chủ ảo thì thường thường là các cái Windows người ta hay cài đặt và người ta tự động mở port uh, sẵn cho các bạn và bạn muốn kết nối được với VPS thì bạn phải có cái địa chỉ IP, đồng thời có số port đằng sau. Ở đây mình ví dụ ở đây là một cái port 3399 này. Thì những cái port này là nhà cung cấp người ta cài Windows và người ta à, mở sẵn một cái port khác cho các bạn. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉ cho các bạn cách thay đổi cái port mà nhà cung cấp đã tự động đặt cho bạn. Bạn có thể chuyển về cái port mặc định của Windows Ở đây mình đã kết nối một cái VPS để mình hướng dẫn cho, cho các bạn Mặc định thì cái VPS của mình cài Windows thì mình không mở port và Port để kết nối đến VPS thì nó mặc định là 3389 Cho nên các bạn chỉ cần có cái địa chỉ IP của VPS là các bạn có thể kết nối được rồi Ở đây mình sẽ kết nối nhé à, Thực ra cái việc mà thay đổi port mặc định này nó cũng có những cái điểm thuận lợi và cái điểm bất cập. Nếu như các bạn thay đổi cái port thì hiển nhiên là cái VPS của các bạn nó tăng tính bảo mật và tăng độ an toàn. Còn nếu bạn không thay đổi port mặc định là 3389 thì các hacker sẽ dễ dàng đoán ra được cái số port và có thể Hách uh, cái um, VPS của các bạn Cho nên các bạn cần hiểu rõ khi nào thì các bạn để về cái port mặc định và khi nào thì cần thay đổi port Và nếu như các bạn nhận được một cái port mặc định và bạn muốn thay đổi port đó thì làm như thế nào Thì ở video này mình sẽ giải thích cho các bạn để các bạn có thể uh, uh, toàn quyền chủ động được trong cái việc uh, thay đổi port VPS của các bạn Ở đây mình đang có một cái địa chỉ IP Và port mặc định là 3389 Thì mình không cần phải nhập port đằng sau Và mình bấm connect luôn Như các bạn nhìn thấy ở đây là một cái VPS mình đang cài Windows Server 2012 R2 Để kiểm tra Port Thì đầu tiên là các bạn Vào Google bạn vào cái phần check port nhé, bạn tìm kiếm check port này, sau đó thì bạn vào cái website, có rất nhiều cái website để giúp cho các bạn kiểm tra xem là máy tính của các bạn đã mở những port nào Ở đây mình sẽ vào về trang đầu tiên này luôn, cái trang này thì giúp chúng ta kiểm tra được cái port nào ở trên máy tính của chúng ta mở ở đây ví dụ cái port 80 này này, thường là các cái port mà mở để chạy website thì chắc chắn là bạn cần phải mở cái port này. Thì bạn chỉ cần nhập cái port địa chỉ IP của VPS nhé. Đây, VPS của mình địa chỉ IP mặc định thì nó sẽ uh, sử dụng luôn cái địa chỉ IP này. Và bạn chỉ cần kiếm, uh, bấm vào check để kiểm tra mà thôi. Và các bạn thấy này, cái port 80 này của mình nó đã mở. Đó cho nên là cái, các cái website mình đặt trên vps này thì đương nhiên là nó sẽ chạy được ở đây mình mở một cái web của mình chẳng hạn tay máy tò mò hoặc tin học thực hành chẳng hạn đấy thì mình đã kết nối được ví dụ các bạn ping cái um, tên miền này các bạn ping tay máy tin học thực hành nhé chấm tk này thì các bạn thấy là cái tên miền này nó đang được trỏ về cái hot tinh đuôi 36 này các bạn nhìn thấy đây đây như các bạn nhìn thấy là 206.189.157.36 đấy Tiếp theo nhá là các bạn kiểm tra xem cái port mà các bạn sử dụng để remote desktop ấy thì port mặc định của nó là 3389 các bạn kiểm tra. Thì các bạn thấy này, cái port này là nó mặc định khi các bạn cài Windows là nó mở. Tuy nhiên nếu như các bạn không chủ động trong cái việc cài Windows mà các bạn thuê được VPS thì cái việc port mặc định này rất dễ được các nhà cung cấp thay đổi để tăng tính bảo mật thôi. Ở đây mình ví dụ kiểm tra một cái port khác. Ví dụ như là 3399 chẳng hạn nhá thì đương nhiên là ở đây nó chưa mở này. Đấy, port port này đang đóng, có nghĩa là cái port 3399 này chưa mở. Và nếu như các bạn muốn mở cái port remote desktop ấy thì đầu tiên là các bạn phải kiểm tra xem là cái port đó có bị trùng với port nào không. Nếu như các bạn mở cái port 80 thì đương nhiên là nó trùng vào cái port hay sử dụng để web chạy website rồi, hoặc là port 334 có rất nhiều các port bị trùng đấy cho nên trước khi các bạn mở cái port nào thì các bạn cần phải kiểm tra xem là cái port đó đã được sử dụng hay chưa và các bạn thấy là cái port đây đang đóng này đang mở này đấy thì bạn hoàn toàn có thể mở 3399 hoặc các bạn có thể về mặt nguyên tắc thì các bạn cái port này các bạn có thể để hai chữ số cho đến năm chữ số thoải mái nhé thì bạn có thể chọn uh, chọn cái port này bất kỳ đó, khi bạn kiểm tra ở đây là đóng rồi thì bạn hoàn toàn có thể cấu hình để thay đổi cái port này được. Ở đây. Thì bạn vào cái tìm kiếm này, bạn vào control panel này. Đó, sau đó thì bạn vào cái phần Windows Firewall để bạn thiết lập mở port. Đầu tiên để mở port thì bạn vào cái phần advanced setting. Đó. Ở cái phần inbound rule thì bạn Bấm ở đây. Đó. Cái port à, ra ngoài này. Thì bạn sẽ chọn vào New. Ở đây để các bạn tiến hành mở một cái port. Ở đây mình đã xác định được cái port rồi. Thì các bạn tích vào port này. Đó. Sau đó bấm Next này Tiếp theo thì bạn nhập cái số port. Số port ở đây để mà Remote Desktop Connection thì mình chọn là 3399 nhé các bạn có thể chọn năm à, số thoải mái Đấy, ví dụ những cái port mà 80443 là rất dễ bị trùng cho nên các bạn phải kiểm tra sau đó thì bạn bấm next thôi và các bạn cho cái port này kết nối internet này và bạn đều tích cả ba cái chế độ này domain private và public nhá bấm next tiếp theo ở cái phần name này tên này các bạn có thể đặt tên bất kỳ ví dụ như là các bạn để remote desktop port 3399 chẳng hạn. Đó, cái phần mô tả này các bạn có thể ghi hoặc không ghi, ví dụ mình ghi là open port remote desktop 3399 nhé. Đó. Sau đó thì bạn bấm finish. Đấy như vậy là các bạn đã có một cái port 3399. Đó. Bây giờ bạn tắt cái này đi để kiểm tra chắc chắn là các bạn đã tích chưa thì bạn bấm vào cái phần phía trên này Allow lao này và bạn kéo xuống phía dưới để tìm xem là cái tên port các bạn nãy đã đặt đúng chưa và đã tích vào public công khai chưa nếu chưa chọn hai cái tích này thì các bạn cần phải tích vào ok và để chắc chắn hơn nữa thì các bạn quay trở lại cái phần check port này và bạn nhập vào đây là 3399 Lúc trước của mình chưa mở thì nó đóng. Bây giờ chúng ta check. Thì chắc chắn là nó phải open. 3399. Ờ, bởi vì cái này khi mà chúng ta vừa mới mở port ấy. Thì các bạn cần phải khởi động lại Windows. Thì nó mới có hiệu lực nha. Đó. Các bạn cần khởi động lại. Và mình... À xin lỗi các bạn Ở bước này chúng ta thiếu một bước nữa Vừa rồi là các bạn mới chỉ mở một cái port mà thôi Và các bạn cần phải thay đổi cái port mặc định của VPS Windows nữa Thì các bạn sẽ vào cái phần nháy chuột phải vào đây Và các bạn chọn Run này Bạn gõ một cái từ là Regedit đó, bạn bấm OK. Và ở đây thì bạn sẽ tìm theo cái địa chỉ như thế này. Bạn vào cái uh, cấu trúc cây thư mục này. HK Local Machine. Bạn vào ở đây. Và tiếp đến là System. À, bạn chọn System này. Đó, tiếp theo các bạn chọn tiếp đến cái cấu trúc folder này. Đó. Control Set này. đó Tiếp theo bạn vào Control này và terminal server này. Bạn kéo xuống phía dưới. Đây các bạn vào tiếp đến cái folder này nhá. À, tiếp theo cấu trúc cây thư mục tiếp theo là Windows Station. Win Win starts. Và tiếp theo các bạn chọn đến cái cấu trúc cây thư mục như này. Đó. Ở đây thì bạn đã chọn được cái cấu trúc cây thư mục rồi. Thì bạn chọn đến xuống cái phần là port ấy, Port number ở đây. Port number mặc định của Windows nó là 3389 này. Các bạn cần thay đổi cái port này về cái port mà các bạn vừa mở khi nãy. Thì để hiển thị con số thì bạn vào, tích vào phần decimal. Đó, và bạn có thể điều chỉnh ở đây. Ở đây mình chọn là 3399, ok nhé. Đó, bạn... Đó, bây giờ thì bạn kiểm tra xem là cái port này nó đã mở chưa. À, khi mà chúng ta cũng đã làm đầy đủ hai bước rồi, một là đổi cái port mặc định, hai là mở một cái port mới, mà nó vẫn là cái close này thì các bạn cần tắt đi để khởi động lại Windows. Các bạn tắt đi khởi động lại nhé. Mà khi mà các bạn đã tắt đi khởi động lại thì đương nhiên là bạn sẽ phải có cái port đằng sau nữa. Đó, chúng ta tắt khởi động lại này. Ok, bây giờ chúng ta kết nối lại nhé. Khi mà kết nối lại vì port mặc định 3389 các bạn đã thay đổi thành 3399 cho nên cái số đằng sau này bạn phải thêm cái port đó là 3399 thì lúc này bạn mới sử dụng để mà kết nối đến VPS của các bạn được. Đó. Như vậy là bạn đã nhập vào port và ở đây thì bạn vào kiểm tra luôn. À, check port này. Lúc này bạn kiểm tra cái port 3399 thì đương nhiên là nó mở nhé Đó, open này. Như vậy là các bạn đã Mở được cái port này 3399 thành công Sau khi các bạn đã biết được Cái port uh, mặc định Là 3399 rồi Thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể mở một cái port Port mới uh, Mở port mới thì cách làm Cũng tương tự như vậy thôi Các bạn vẫn vào cái đầu tiên là Các bạn thay đổi cái port cũ đã nhé uh, Để thay đổi port thì các bạn Vào run này Và chọn regedit Bạn gõ cái dòng này Đó, Bấm ok Và bạn vẫn vào theo cái cấu trúc thư mục khi nãy ấy. Đây, bạn vẫn vào theo cái cấu trúc cây thư mục như này. Đó. Đấy, bạn vào đúng cấu trúc cây thư mục như thế này. Và bạn tìm đến cái phần port này. Port number. Ờ, đây, hiện tại nó là 3399 thì lúc này bạn chuyển sang thành À, bao nhiêu tùy các bạn nha. Ví dụ mình chọn 4499 chẳng hạn. Không sao hết các bạn nha. Ok. 4499. À, bước 1 bạn thay đổi port này, 4499. Bây giờ các bạn đương nhiên phải mở cái port này thì um, VPS của các bạn nó mới hoạt động được. Để chắc chắn cái port đấy nó có trùng với cái nào khác không thì các bạn vẫn phải kiểm tra xem là cái port đó đã mở chưa nhé à, Bạn nhập vào đây là 4499. Check nè. Đó, cái port này chưa sử dụng vào đâu và chưa mở. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể mở một cái port mới được. Các bạn vào Control Panel và bạn vào Windows Firewall. Bạn vào cái phần Advanced Setting để tiến hành mở port. Mở port bạn vẫn vào cái phần Inbound. Đó, và các bạn cũng chọn phần new rule và tích vào port này next tiếp theo nhập số port cần mở 4499 bấm tiếp theo đồng ý nhá kết nối ba tích nha chỗ này các bạn để là remote desktop 4499 ở phần mô tả này các bạn có thể mô tả tùy họ kết thúc này như vậy ở đây là các bạn thấy là hai cái port này đều đang mở nhưng mà cái port để mà remote desktop thì nãy mình đã đổi là 4499 rồi và để cái port này nó có hiệu lực thì đương nhiên là chúng ta cũng cần phải khởi động lại Windows chúng ta khởi động lại Windows nhé. Ok, chúng ta bây giờ kết nối đến VPS theo một cái port mới mà chúng ta vừa thay đổi đó là 4499 bạn connect. Đó, như vậy là các bạn đã kết nối được. Và các bạn vào kiểm tra xem đương nhiên là cái port này mở nếu không mở thì các bạn đã không thể nào mà kết nối được VPS Đó, bây giờ bạn nhập một port 4499 này kiểm tra này Đấy, như vậy là cái port 4499 này đã mở và cái port 3399 nãy cũng mở À, cái port 3399 này là khi nãy mình cũng đã xóa rồi và mình thay đổi thành port 4499. Cái port này chúng ta vừa thay đổi cho nên chúng ta đã kết nối được uh, VPS. Các bạn chú ý nhé, khi mà các bạn đã thay đổi uh, thay đổi port mặc định ấy, cái bước này là cái bước quan trọng không là các bạn lại bị loay hoay mãi mà không biết cách kết nối lại như thế nào đó là khi mà các bạn vào cái phần run này và và bạn thay đổi port mặc định ở đây này port này port number này là mặc định cái port của nó là 3389 đó nếu khi các bạn đã thay đổi port này này thì các bạn phải nhớ một cái bước nữa là các bạn phải tiến hành mở cái port đó còn nếu bạn chưa mở cái port đó mà các bạn tắt máy và khởi động lại thì đương nhiên là các bạn sẽ không thể kết nối được đến VPS của các bạn nữa cho dù các bạn có nhập IP hoặc thêm port thì đều không kết nối được cho nên để mà tránh rắc rối cái việc không kết nối được VPS thì các bạn phải đảm bảo làm đủ hai bước thì các bạn mới khởi động lại Windows để nó có hiệu lực nhé và nếu như các bạn nhận được cái đuôi port khác và bạn muốn trở về cái port mặc định thì các bạn cũng làm ngược lại mà thôi. Các bạn chỉ cần đổi lại ở đây là 3389. Sau đó các bạn tắt máy khởi động lại. Thì đương nhiên là cái port này nó cũng đã mở rồi. Đó. Thì các bạn không cần phải thay đổi mở nhiều. Các bạn khởi động lại. Đó. Và bây giờ các bạn uh, kết nối lại. Lúc này thì bạn không cần nhập port nữa vì port mặc định kết nối là 3389 rồi. Ok. Đấy, như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi port kết nối VPS mặc định 3389 thành port bất kỳ. Và cũng đồng thời hướng dẫn cho các bạn thay đổi port, mở port. Hy vọng là các bạn làm thành công. Và nếu các bạn gặp điều gì đó bất thường thì các bạn hãy chia sẻ ở phần comment mô tả phía dưới. Hy vọng là À, mình có thể hỗ trợ cho các bạn trong vấn đề mở port cũng như cài VPS hoặc là cấu hình để mà chạy nhiều website thì các bạn hãy cứ comment ở phía bên dưới. Chúc các bạn thành công.